Xin chào toàn thể anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một hot girl ở máy chủ S2 Phật Sơn của game Võ Lâm Thiên Tuyệt Mobile. Em ấy đang sở hữu một cái arc rất là khủng anh em ạ. Đây là arc top 3 server. Em để ý đây, danh điệu 128. Hiện tại em ấy đang cấp độ 131 rồi. Thì chắc là khả năng em ấy sẽ lên top 2 server. Thì anh em là biết là arc này của em ấy rất là VIP nha anh em nhé. Thì là con gái anh em ạ, phụ nữ chơi luôn đấy anh em ơi. Nhưng mà em ấy là phụ nữ nhưng mà em ấy chơi nhân vật nam anh em ạ. Đây, arc danh điệu đây, đường môn đây. Thì em ấy đang sở hữu một cái cây lỏ rất là khủng anh em ạ. Tiếp đến là một cái dây chuyền âm bang và một cái bộ âm bang khá là ok. Tiếp đến là một cái áo vinh diệu anh em ạ. Cái áo này nó phải rơi tầm 10 củ ở cái máy chủ S2. Thời gian phục hồi 60 và thời gian choáng 40 và một cái áo một cái mũ định quốc gần mắc ập anh em ạ. Khá là ok này. Wow, một còn những cái món đồ xanh thì là món hỏa anh em ạ. À, khá là VIP anh em ạ. Thì trước khi vào cái video này thì anh em mình sẽ không bình luận cái trận đấu, thì mình sẽ mở nhạc để cho anh em xem em ấy BK như thế nào nhé. Thì em có thể anh em có thể là comment bên dưới để xem ý kiến về một người phụ nữ chơi game Võ Lâm truyện kỳ mà họ BK như thế này, anh em xem nó có đỉnh không anh em nhé. Ok, thì xin phép là mời anh em vào xem cái video và nghe nhạc như anh em nhé. Giấc mơ mới đã hội tụ, bát mạch chân kinh tranh thần thủ, kim ô bạch hồ rực sáng một trời mây, điền kinh mật đạo phủ vây. Những chí trai không hề phai, dốc toàn chân nguyên sung huyệt đạo. Có lâm hùng anh, có bát mạch thần thông, thì ai sẽ là minh chủ? Sống như bò đang thái thanh tung hoành, sống như đường môn thiết liên tư sát, cùng thiên nhân hay nga mi hoa bao tình thành, đồ đông giáo hay hoa tiên thúy yên đào. Cái bàn nội công sang lòng lấy lừng, phiêu lâm giảng người quý thiên tam giới, người thiên vương thương trong tay báo yên loạn dài, người côn lôn lôi cương phong xoáy sang sơ, có lắm bát màu. Mới đã hội tụ bát mạch chân kinh tranh thần thủ, kim ô bạch hồ rực sáng một trời mây, điền kinh mật đạo phủ vây. Những chí trai không hề phai, dốc toàn chân nguyên sung huyệt đạo. Có lâm hùng anh, có bát mạch thần thông, thì ai sẽ là minh chủ? Sống như bò đang thái thanh tung hoành, sống như đường môn thiết liên tư sát, cùng thiên nhân hay nga mi hoa bao tình thành, đồ đông giáo hay hoa tiên thúy yên đào. Cái bàn nội công sang lòng lấy lừng, thiếu lâm giảng người quý thiên tám giới, người thiên vương cương trong tay dài, người con lớn lôi cương phong xoáy giang sơ, có lắm bát màu. Sống như bò đang thái thanh tung hành, sống như đường môn thiết liên tư xa, cùng thiên nhân hay nga mi hoa băng kinh,
giang nơi quy thiên tám giới, người thiên vương tương trong tay táo hình loan dài, người côn lôn lôi cương phong xoáy giang sơn.